Chào em ha. Dạ em xin chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Em cũng rất vui được lên kênh của chị. Trước tiên cho em được chào chị và em chúc gia đình nhà chị mạnh khỏe, hạnh phúc. Rồi em cũng chúc kênh của chị càng ngày càng giúp đỡ những người cô đơn như chúng em. Có đôi. Chị cũng hy vọng là chị cũng muốn là mà mỗi người lên kênh đều tìm được một nửa yêu thương của mình hết, ai cũng có cặp có đôi hết, như thế mới là thành công của chương trình và cũng là mục tiêu của chương trình đó, là chị rất là vui. Tuy nhiên vạn sự thì cũng phải tùy duyên ha em ha. Rồi em có thể giới thiệu về mình. Em xin được tự giới thiệu về bản thân em. Tên em là Trần Thị Mừng, ngoài ngoài đời thì gọi em là Trần Thị Hương, còn trong cái giấy căn cước là Trần Thị Mừng. Em sinh năm 1975. Năm nay là em 49 50 rồi. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Hiện em đang bán hàng áo len. Bán hàng áo len hay là em mở cửa hàng hả? Áo len nghĩa là em bỏ xỉ cho người ta Em là nhà sản xuất. ở ở Trung Quốc với cả ở ngoài Hà Nội vào em bỏ. Em đi lấy hàng về rồi em bỏ xỉ lại. Dạ đúng rồi. Em đi Trung Quốc em lấy hả? Có lần thì em sang bên Trung Quốc, có lần thì em ra ngoài Hà Nội em lấy. Hiện tại là em đang ở thành phố. Hiện tại là em đang ở thành phố Đà Lạt. Em rồi em làm công việc đó được bao lâu rồi? Em làm từ 2007 đến bây giờ. Cũng khá lâu ha, mười mấy năm rồi. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Hiện tại hôn nhân của em là em với ông xã em là đã ly hôn rồi. Hình như là ly thân 7-8 năm. Xong còn ly hôn thì mới 2021. Là em hôn. Em đi lấy hàng thì em đi với ai? Đi một mình hả? Dạ em đi một mình. Đi mình qua Trung Quốc luôn hả? Giỏi vậy. Em có được mấy người con? Dạ em được một cháu, năm nay cháu học lớp 12, là được 18 tuổi. Cháu hiện tại có đang sống với em. Là con trai hay con gái? Dạ con trai ạ. Em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Dạ em thì rất là nội tâm lắm. Cái thứ hai nữa là nghĩa là em rất là nhịn ấy. Em không có hơn thua với ai cả, em không hơn thua ấy. Em là xếp vào dạng người phụ nữ cho gia đình. Rồi em nghĩ khuyết điểm của mình là gì? Cái điểm của em thì nói chung là nấu ăn ấy, thì em không được nấu ăn cho nó ngon lắm. Thế thôi. Dạ. Đam mê với công việc kinh doanh thôi, đâu đâu có bỏ tâm trí vào nấu ăn phải không? Dạ, nói chung là như vậy. Dạ. Thường thì nó vậy mà. Ví dụ mình rảnh rỗi á, thì mình sẽ bỏ tâm trí vào nó ăn, còn bây giờ mình lo kinh doanh buôn bán làm ăn bên ngoài đâu, mình đâu có thời gian, đâu có tâm trí đâu bỏ vô nó ăn. Dạ đúng rồi. Em rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Em thì em muốn một người đó là một người là coi như là một người đàn ông cho gia đình. Cái thứ hai là biết thương yêu vợ con, là em cảm thấy là em thấy là được. Em có muốn người đàn ông đó biết nấu ăn Dạ cái đấy thì em nghĩ là em cũng muốn, vì vì em cái đấy là em không có
có giỏi cho lắm, cho nên là em cũng muốn là nếu mà được một người như thế thì quá tốt, quá tốt. Quá tốt. Con em như thế nào, có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Nói chung là con em ấy thì cháu nó nói mấy năm nay rồi, thì em vẫn cứ nói là thôi để mẹ làm rồi mẹ nuôi con cho nó lớn trưởng thành đi rồi mẹ tính sau. Thế nhưng mà cháu nó năm sang năm nay thì cháu nó nói nhiều quá, nó bảo là con học chuẩn bị học đại học rồi là lại đi xa đó, thì mẹ xem có tìm được bác nào không, thì là mẹ mẹ đến với bác ấy. Chính ra là cháu nó xem cái kênh của chị, Thế đó hả? thế là nó bảo em là mẹ kết bạn với cái bác này đi, này là mẹ nhờ bác ấy lên chương trình đấy. Thương quá hả? Thế là cứ xem miết cái kênh của chị, xem miết hình như là ngày nào cũng xem luôn. Chị rồi chị có nghĩ là một anh muốn làm quen với chị độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Cứ khoảng độ tầm chưa tới 70 là được rồi, chưa tới 70 là được. Nếu như anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Nói chung là chỉ hút ít thì được, nhưng mà về hút nhiều quá thì em thấy nó. Rồi bây giờ công việc của chị bao lâu chị mới đi lấy hàng một lần? Em thì ví dụ như là chỉ có cái kiểu đi lấy mẫu thôi, lấy mẫu xong người ta gửi về. Đó là em mới đi thôi, thi thoảng em mới đi. Còn thì mình nếu mà cái mẫu nào mà ở bên này bán chạy thì em chỉ gọi điện thôi, em gọi điện là người ta gửi, mình chuyển tiền sang người ta gửi gửi hàng cho mình. Nhưng mà rồi hàng của mình là đi về thường xuyên không? Hay là vài ba tháng hay là sao? Không, thí dụ như có khi một tuần gửi một lần. Vậy rồi những lúc rảnh rỗi là chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Em nếu mà rảnh rỗi thì em chỉ muốn ở nhà dọn dẹp rồi cơm nước cho con cái trong gia đình thôi. Không thích cà phê với bạn bè, karaoke hoặc là shopping hả? Dạ em hình như là cái đấy là em ít ít khi hiếm lắm, vì nó cũng bận công việc nữa. Lúc mà rảnh rỗi thì mình ở nhà mình dọn nhà cửa rồi con cái cơm nước. Shopping đó thì mua cái đồ giày liên liên tục mà shop làm Nói chung là quần áo thì mình biết hết rồi, vì mình bán hàng đó thì mình biết rồi. Em cũng rất là buồn vì cũng chỉ vì làm nhiều quá cho nên là ông xã em mới đi theo gái. ông xã của chị Cho làm công việc gì? nên ngày trước là hai người cũng 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 bán hàng cùng nhau thế này. Thế xong rồi kiểu mình cứ mải làm quá, xong rồi anh ấy ở nhà thì anh ấy gái trai rồi nói chung là cũng mệt mỏi lắm chị. Thì này em cũng cứu néo để cho con nó không buồn, cho nên kéo lại là ly thân 7 8 năm, anh ấy về ngoài lộ còn em thì ở trong này. Nhưng mà cuối cùng không cứu đúng được nữa thì con em nó mới bảo thôi mẹ như này rồi thôi mẹ mẹ làm đơn. Thì chính thằng khu nhà em là làm đơn đấy, chính thằng khu nhà em thôi mẹ làm đơn đi, mẹ làm đơn để cho Ủa con cứ đi. nhưng mà sao hai người bán chung mà chị đi làm đi bán ông xã ở nhà là sao? Vì cái ngày đấy là con em nhỏ, con em đi vào đây lúc 2007 con em mới có được có 13 tháng thôi, thì kiểu như là người ta cũng đến tận nhà người ta lấy thế này này, thế ở trong Đà Lạt này này, mình trồng hàng xếp hàng đấy ở nhà bày ở nhà này, người ta đến người ta lấy. Thế là ông xã em ở nhà vừa ở nhà trông con thì em lại mang hàng đi, ví dụ như xuống huyện á, đi xuống huyện thì mình cũng kiểu đi từ sáng xong kiểu mình xuống đấy mình bỏ cho người ta xong rồi mình về
mình về thì mình vô tình thì lại nhìn thấy anh ấy dẫn gái về nằm đúng là cái giường của mình nữa, thì từ lúc đấy là nãy em như sụp đổ luôn. Là từ ngày đấy là em mới cái kiểu ly thân đấy, ly thân nói chung là xong mình cũng keo léo mãi không được. Thì cuối cùng là mới chia tay đấy. Thì con em nó lớn rồi, như năm 2021 đấy thì cháu nó cũng bảo là thôi mẹ ly hôn. Thế là cái đợt mà dịch chưa hết đấy thì lại em với cháu về về quê đấy thì là ly hôn đấy, tự cháu nó viết đơn để ly hôn. Thì em cũng là em nhận em nuôi con không có phải cung cấp cho em 1.000 nào hết. Chị lui ra chút nữa đi, mất cái chén của chị nữa rồi, phát mất cái chén rồi. Nếu bây giờ có người yêu, chị có thích người yêu của chị trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Nói chung là cứ hiền là được, cứ hiền là được, anh thấy là hiền là được. Mấy lại vì em đã bị ông xã em đi như thế này, đến bây giờ là em cũng rất là sợ, rất là sợ. Vì bây giờ em đi bước nữa em cũng muốn là để đi với người ta hết cái quãng đường còn lại á, mình dựa vào nhau, nghĩa là mình dựa vào người ta, vừa vào anh dựa vào mình đi hết cái quãng đường còn lại. Cho nên là em cũng mong rằng là nếu mà ai thương yêu em á, thì em cũng muốn là thực sự đến với em, thì em cũng đừng để cái chuyện này nó xảy ra nữa thì nó cũng là tiếc. Rồi Bây giờ mình cũng lớn rồi, chị có được mấy anh chị em? nhà em được 5 anh chị em, em là cuối, em là cũng bị là lấy chồng lấy vợ hết à. Gia đình chị có ai ở nước ngoài không? Dạ không. Rồi nếu mà có người yêu, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Nói chung là lãng mạn thì cũng là càng tốt, vì người ta quan tâm mình, người ta lãng mạn thì cũng là rất là vui, và mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó sẽ tươi vui hơn. Em cũng mong muốn là như vậy. Chị rồi hồi đó giờ ngoài đi Trung Quốc ra, chị có đi du lịch các nước nào không? Dạ, em không, em chỉ có lấy hàng ở Trung Quốc với cả đi Móng Cái thôi. Móng Cái với cả lấy cái hàng ở ngoài Hà Nội đấy. Chiều cao của chị là bao nhiêu? Cao của em là 1m53. Chị muốn anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Nói chung là không 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 em không quan trọng cái chuyện đó đâu chị. Thì thế nào cũng được, thấp cao thế nào cũng được. Chị nói là chị nấu ăn không được ngon, thì hiện tại có nấu ăn không hay là thuê thuê người nấu ăn? Em là tự nấu ăn đấy chị, Ừ đó. tự nấu ăn hết. Vâng, Em nghĩ là em muốn phải hẳn là em hiếm khi đi ra ngoài ăn quán ăn xá lắm, toàn mua về nhà để nấu ăn tại nhà. chị ở Đà Lạt thì chị ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt không? Em ở ngay phường 5 thành phố Đà Lạt, phường 5. Chị, nhưng mà rồi vào mùa này á, khách du lịch nhiều không? Mùa này thì ít chị, thì có Tết ý, mấy cả hè này, mấy cả ngày lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 gì đó đấy thì mới có khách nhiều. Còn bây giờ thì chỉ có là thứ bảy chủ nhật thôi. Nhưng mà vào mùa này ở ngoài chị lạnh chưa? Dạ lạnh, đi 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 ra ngoài là mặc áo khoác này cho cũng. Bây giờ là em ở trong nhà thì em mặc một cái áo này đấy, em cũng mang cái áo này ra nhưng mà thấy mặc nó ấy quá em lại cởi ra. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào khán giả giùm em ha. Dạ, cho em xin gửi lời chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước xem được cái trên kênh này của chị.
share và like để cho em sớm, chị sớm giúp em một nửa còn lại. Em chân thành cảm ơn. Sau video này nếu mà anh nào thích chị thì chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại của chị để anh ấy liên lạc với chị ha. Còn nếu mà Dạ. sau video này chị thích anh nào, chị có thể nhắn tin qua chương trình cái số năm bờ của anh ấy để chương trình cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy nha.